Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để swap trên sàn BlackBerry. Thì trước hết, quý vị hãy vào cái ví chớp. Ở đây KTV sẽ sử dụng ví chớp để kết nối với sàn. Và quý vị lưu ý là quý vị hãy để BNB hoặc là BUSDT hoặc là USDT ở trong ví để quý vị có thể swap được. Thì đây, đây là cái ví chớp mà KTV đã đăng nhập này. Thì quý vị vào cái biểu tượng 4 ô vuông đây này để quý vị kết nối với sàn. Ở ô tìm kiếm đây này, quý vị hãy đánh địa chỉ, nhập địa chỉ nào, BlackBerrySwap.org. Đây, BlackBerrySwap.org. Thì ở đây KTV đã kết nối ví với sàn rồi. Đây, đã kết nối này. Còn quý vị mà chưa kết nối, lần đầu quý vị đăng nhập, nó sẽ yêu cầu là connect to wallet. Thì quý vị hãy kết nối ví với sàn. Ok, bây giờ quý vị vào exchange để swap này. Rồi, ở cái chữ BNB đây này, quý vị có BLB thì quý vị swap từ BLB. Còn ở đây KTV có BUSD nên là KTV sẽ chọn là BUSD đây này. Đó. Rồi, quý vị nhập cái số lượng vào cái ô này. Đó. Cái ô bên dưới Select Token đây này là quý vị chọn một cái token mà quý vị muốn swap nó. Thì ở đây KTV sẽ chọn là cái token là BAKE đi. Đây. Thì 30 USDT hiện tại nó được 1333,25 BAKE rồi. Đây là cái giá hiện tại của BAKE đây này, 0.0225 đây này. Đó. Còn số lượng, đây là cái số lượng nhận được tối thiểu đây này, 1326. Đó. Cái dòng thứ hai là cái dòng là price impact, đây là độ trượt giá này. Đó. Độ trượt giá là 0.01. Và cái dòng cuối cùng quý vị để ý là phí. Đó. Phí giao dịch ở đây là 0.09 BUSD. Đó. Ok, bây giờ KTV sẽ bấm vào swap này để chuyển đổi này. Rồi, quý vị chọn vào confirm swap để xác nhận này. Rồi, quý vị chọn gửi tiếp này. Close đi. Quý vị hãy chờ này, nó đang pending đây này. Đó, thông báo là đã nhận được xác nhận đây này. Đó, thông báo cho người bị chết đấy. Rồi, quý vị có thể kiểm tra cái giao dịch này trên trang web bscscan.com. Bây giờ quý vị hãy vào cái ví xem nào. Kiểm tra xem nó đã về chưa nhá. Đó rồi. Rồi, ok, đã về rồi đây này. Đó. Cái ví token BAKE đây này, 1333 đây này. Đó. Ok, bây giờ trở lại cái trang web BlackBerrySwap.org này. Quý vị hãy vào cái earn này. Đây, quý vị hãy stake. Quý vị có thể stake cái token BAKE này để nhận lại BAKE. Đó. Hoặc là quý vị muốn farm thì ở đây nó có các cặp đây này, BAKE BNB này, BAKE BUSD này. Đó, nếu quý vị muốn farm. Và quý vị lưu ý cái phần thưởng đây này, phần trăm đây này, nó càng lớn thì tất nhiên là cái độ rủi ro nó càng nhiều. Đó, thì ở đây KTV chọn cái phương án là stake để cho nó an toàn. Đây, KTV sẽ stake cái BAKE này và nhận về BAKE. Quý vị bấm vào stake đây này. Đó, quý vị bấm vào cái dấu cộng này. Đó, quý vị chọn mark đi. Quý vị chọn tiếp confirm này. Rồi, quý vị chọn gửi.
Rồi, nó đang pending, quý vị hãy chờ. Ok, đã stake. Đây, đây là tổng cái số bách mà KTV đã stake đây này. Đó. Và quý vị lưu ý, ở video này KTV chỉ chia sẻ cho quý vị. Quý vị không nên xem đây là một kênh đầu tư, bởi vì các sàn giao dịch phi tập trung, nhất là những sàn mới hoặc là cái token mới scam rất chi là nhiều. Có những sàn chỉ ra đời được độ một vài ngày, một vài tháng là nó biến mất rồi. Hoặc có những token nó chỉ ra đời cũng chỉ được vài ngày thôi, và tất nhiên nó biến mất thì đồng nghĩa với cái việc quý vị để tiền vào đó thì quý vị cũng hoàn toàn mất nó. Và được cái là cái này nó chạy trên nền tảng BEP20 của Binance Chain, nên là phí giao dịch so với cái ETH thì rất chi là rẻ và siêu rẻ. Ok, và KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.